Chào tất cả anh em, giới thiệu đến em chiếc bật lửa săn đá của thi sĩ, bật lửa Thorin trong tình trạng là coi như hàng new full book nha, hàng xưa nhưng mà nó trong tình trạng chưa sử dụng, chưa châm xăng nha. Còn hộp luôn, nước mạ rôm còn sáng đẹp, không có bị trầy xước gì hết nha. Đây, anh em mua hàng vui lòng xem thật kỹ video giúp mình nha, có xước bảo quản, nó có xước tơ vài điểm trên cái mặt rôm nè. Này mình mở này ra, mình bấm nè, dặn ra cho nó nói ra, mình nhấn này. Đây, tình trạng mới tinh, mới từ trong ra ngoài, chưa có châm xăng lần nào luôn nha. Cái này nó có cái lưới lỗ giống như cái buồng đốt của Zippo. Cái này mình thay đá, mình chỉ cần nhấc cái thanh này lên, thả cái đá ra vô thôi nha. Đây nè, nhấc cái này nè, cái cây này dỡ lên, dỡ lên cao rồi thả viên đá vô xong bỏ xuống rồi là mình thay đá, đá nằm ngay bánh xe luôn. Hàng mới tinh luôn, hộp của nó, hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha. Đây mình mà mình mở thì mình bấm ra đây thôi. Mình khóa lại, mình dặn vô là khóa lại. Xíu vô. Là bấm nó không có bung nắp nữa. Bỏ cái quần nó không có bị nhảy. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.